Thầy làm việc cho giáo hội thì hồi xưa tới giờ từ trung ương đến địa phương thì cũng nó tóm gọn không đòi hỏi bằng cấp. Rồi đến nỗi ban của bên Campuchia, Thái Lan thì học là cho tự học chính mình. Còn văn phòng giáo hội thì hồi xưa thầy chưa có bằng, người ta vẫn bổ nhiệm là trụ trì, vẫn bổ nhiệm thầy là chức sắc là phó chủ tịch giáo hội Phật giáo và cũng là tổng thư ký của giáo hội Phật giáo là đầy đủ chức sắc rồi. Còn thầy học này là tự thầy muốn học thôi, và thầy muốn có đủ trình độ để thầy ứng xử giữa đời và đạo. Rồi thầy có bằng cấp tiến sĩ thì mục đích là thầy gia nhập vào các trường đại học, cũng như là thầy mở cái trường đại học Phật giáo để thầy có thể hiệu trưởng trường học, hoặc thầy có thể ứng xử giữa các trường đại học. Còn nói tóm gọn thì thầy ăn học ở đâu thầy nói ăn học đó. Còn người tu mà phải thật thà chứ nói dối làm gì, tu là phải thật thà, tu là không phải giống, chẳng hạn như thầy ăn thịt thầy nói ăn thịt, ăn cá thầy nói ăn cá, thầy sống rất là thực tế và chính xác. Ví dụ như thầy hồi xưa tại sao ăn chay 20 mấy năm mà thầy lại sửa lại mặt, tại thầy thấy ăn chay là sai và ăn chay không đúng theo đạo Phật là ăn thịt cá bình thường. Và thầy thấy các nước thì người ta tu theo kinh Bali và khờ Đức Phật Thích Ca, thầy mất dẹp. Hồi xưa thầy tu theo theo thầy tổ là thầy phải khờ Di Đà Bồ Tát. Nên giờ thầy đi các nước thì ở nước nào cũng khờ Đức Phật Thích Ca và tu theo Đức Phật Thích Ca. Thì thầy cũng qua Ấn Độ 7 năm để thầy nghiên cứu và học hỏi, thì thầy cảm thấy là đất nước mình thờ sai Phật, tu sai Pháp, kinh sách cũng sai cái kinh Bali, nên thầy thấy nhiều vận dụng trong trí tuệ nó không đúng. Và thầy cũng đến Myanmar và một số nước quốc giáo, thầy ngồi thiền ngày đêm, thầy cũng quán tưởng thấy Việt Nam mình tu sai Pháp, tu sai thầy, khờ sai Phật, nên thầy thấy cảm thấy là hối hận và tu không đúng. Nên thầy sẽ bỏ hết những vấn đề nào giờ sai lầm, giờ trở thành một đính chính là cái sự thật và tu theo chân chánh để sao cho thành và thành chính quả. Thì cái những cái trình độ và bằng cấp thì thầy học từng trường đều có đầy đủ, nên là không thầy học thì không thiếu gì cả. Nên là cái vấn đề thì nói cho các quý vị biết thì giờ thì hiện tại thì thầy học hoàn thành các trường rồi, giờ còn học bên bồi dưỡng chính trị thì đang học chưa hoàn thành, rồi thì học đang trường đại học mở đang về cái môn về quản trị học là công tác xã hội thì đang học, và giờ thì đang nộp hai hồ sơ tiến sĩ nữa, là thì nãy giờ thầy nói rồi, giờ thầy cần tài trợ cho thầy mỗi cái trường là một năm thì đóng 300 triệu. Thì thầy cái giờ đang bộ nội vụ là trường Học viện Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh mình là đại đường 3/2, và một cái trường của Bộ Ngoại giao thì nộp hồ sơ này đang tiến sĩ thì phải nộp Bộ Ngoại giao này là Học viện Ngoại giao phải nộp ngoài Hà Nội, hay luận văn ở Hà Nội, và Học viện Hành chính này thì cũng phải luận văn ở Hà Nội. Thì thầy trong thời gian đóng tiền trong 300 triệu rồi, thầy phải bay máy bay mỗi cái kỳ thi, mỗi cái kỳ luận văn thầy phải bay ra Hà Nội về của Trung ương Hà Nội, xong luận văn tới môn đó xong thầy bay về Hồ Chí Minh, trường nào người ta có cái ngày kêu gọi ra mình luận văn trực tiếp, hay là thuyết trình một cái bài mà mình đang luận văn để mình thi á, thì mình sẽ bay ra tiếp. Thì thầy cũng đến nộp hồ sơ cũng đang luận văn, thì các cái giáo sư tiến sĩ của các trường đại học đã báo cho thầy như vậy. Thì giờ thầy sẽ đóng tiền trước tiên, xong đó để cấp cho thầy đầy đủ cái thủ tục và cái hành chính cho thầy, và sau đó thầy bay qua luận văn trong thời gian 4 lần hoặc 6 lần trong vòng 1 năm hoặc có thể 2 năm, thầy đã có thủ tục đầy đủ. Còn thầy mà vội thì cần cái thầy phải cho làm bài nhanh. Nếu thời gian nhanh thì trong vòng chưa đầy 1 năm mà thầy có thể lấy luôn bằng tiến sĩ, nhưng mà thầy phải ra thường xuyên. Còn nếu mà thầy một ví dụ 1 tháng hay nửa tháng thầy ra có 1 lần 2 lần, thì trong thời gian đó thì luận văn nó kéo thời gian ra do mình. Chứ còn giờ mình đi làm công nhân thì cái bằng cấp 3 là đủ rồi, hoặc làm công ty thì bằng cấp 2 hay bằng cấp 3 cũng đủ rồi. Còn bằng đại học là dành cho những gì, là những cơ quan nhà nước ta cần những cái bằng chuyên môn để làm trong ủy ban xã, ủy ban huyện, ủy ban quận hoặc thành phố hoặc trung ương. Còn bằng tiến sĩ là cũng dành cho những người đào tạo, ví dụ như là cũng đi dạy đại học, dạy thạc sĩ hoặc dạy những cái trường cao cấp, để có những cái bằng tiến sĩ đó là đào tạo cho người tiến sĩ luôn. Thì trong thời gian đó thì bất cứ trường nào dù có bằng tiến sĩ đó mà muốn lấy một cái bằng đi dạy của giáo viên sư phạm trường đại học thì phải thông qua học thêm thời gian bồi dưỡng về nghiệp vụ về sư phạm. Thì trường đại học sư phạm dù mình có bằng tiến sĩ của bất cứ ngành gì rồi thì muốn đi dạy học hay đi đào tạo của các trường đại học khác thì mình phải qua bồi dưỡng về nghiệp vụ về sư phạm.
và người ta sẽ đào tạo thêm một số môn chuyên môn hoặc có thể phương pháp để mình biết cách xuống tận nơi cái trường đó, người ta sẽ truy mã sinh viên rồi người ta hỏi có học trường đó hay không. Nếu đúng có trường đó thì cái giấy mình có hiệu lực, rồi người ta sẽ cho mình làm một cái việc nào trong cái cơ quan đó. Còn vấn đề giờ thầy nói giờ mua và học có thực tế là có bằng thật thì vô làm mà không có hiệu quả người ta cũng không cho, và người ta cũng xét duyệt. Mà giờ có mua bằng giả mà giờ mình nộp vô thì cái bằng đó cũng không có làm được cái gì, tại vì người ta nói tóm gọn lại là công việc của mình là nghề dạy nghề, hoặc là mình học cái nghiệp vụ chuyên môn của mình thì vô mình làm được, dù có bằng không bằng thì cái lương người ta trả mình đúng theo cái hợp đồng lao động và cái hợp đồng của mình làm việc tại cơ quan đó. Nên là giờ không tin mình cứ khởi nghiệm coi, giờ bên đốn cơ quan đó mà giờ người ta yêu cầu cái bằng đó, mà người ta đòi yêu cầu cái bằng đúng cái chức năng đó thôi, mà giờ mình đưa cái bằng lớn hơn cũng vậy. Ví dụ như thầy thì thầy muốn học thạc sĩ thì thầy phải nộp hồ sơ vô đầy đủ thì đóng tiền xong cũng bằng trong thời gian chỉ có thời gian hơn năm là có bằng. Còn bằng tiến sĩ thì chỉ cần 4 môn thôi, hoặc là luận văn chỉ cần, ví dụ như luận văn chỉ cần đi 4 lần hoặc 6 lần hoặc 8 lần tùy theo cái trường. Ví dụ mình đi thuyết trình rồi xong rồi mình đi luận văn cái môn đó thì cái học tiến sĩ hay thạc sĩ thì dù có đến trường hay không đến trường có thể là online. Một là học bằng phương pháp online, không cần đến trường ngày nào, chỉ cần đến đóng tiền và nộp vào cái trường thì 300 triệu tùy theo cái trường đó là trong nước hay quốc tế, hay bằng chuyên môn đó là người ta xét tuyển là từng theo trường. Thạc sĩ như các bạn bè thầy học chung thì cũng có học rất nhiều rồi, chính thầy cũng học các trường thì như thầy học cái ngành quốc tế thì họ đòi hỏi là 150 triệu cái tiền mỗi cái môn thi, nữa là 1 triệu nữa. Thì còn bình quân thầy học thạc sĩ là 160 triệu, còn tiến sĩ mình học thì một năm còn ta đóng cũng 100 mấy chục triệu, nhưng mà khi mà hoàn thành luận văn rồi, ví dụ như luận văn mà chuyên môn giỏi là ở Hà Nội á, thì ở trung ương thì mình phải bay máy bay ra ví dụ 4 lần 6 lần, khi mình luận văn đậu rồi tự nhiên sẽ cấp bằng. Thì cái bằng tiến sĩ với thạc sĩ rất là dễ hơn là bằng đại học. Đại học thì trong thời gian 4 năm phải ngồi ghế nhà trường 24/4, học có khi học nguyên ngày, có khi học sáng, mỗi ngày phải đi học. Thì trong thời gian 4 ngày đó mình phải lưu trú trong cái ký túc xá trường hoặc ở mướn những cái cơ sở ở nơi gần cái trường nào đó để mình học trong thời gian 4 năm. Còn về thạc sĩ tiến sĩ thì một là có phương pháp học online, mình đóng tiền xong về tại gia đình mình có cái máy vi tính sách tay thì mình có thể luận văn rồi xong mình chuyển email là người ta sẽ coi bài viết mình có đủ hay không, thì không cần đến trường lớp. Còn đại tiến sĩ cũng vậy, nếu mình đủ điều kiện mình đến trường lớp thì có giá trị luận văn một cái đĩa CD mà mình luận văn hoặc một cái cuốn mà luận văn của mình đã thành công và nộp đến trường, một là gửi qua email hay là mình in ấn ra đầy đủ để mà cái bài mình đủ tiêu chuẩn rồi. Thì trong thời gian học tiến sĩ có 4 môn tùy theo cái ngành của mình, của ngành thì 4 môn, của ngành thì 6 môn, của ngành thì 8 môn. Thì thạc sĩ cũng vậy, tùy theo ngành mỗi cái trường có bao nhiêu môn thì chỉ cho thời gian chẳng hạn trường đại học kinh tế thì thạc sĩ chỉ có 13 môn. Còn có ngành khác thì 8 môn, có ngành khác thì có khi là 16 môn, tùy theo cái ngành chuyên môn của mình để áp dụng trong cái vấn đề mà hiệu trưởng cũng như là văn phòng giáo dục người ta đưa ra từng ngành nghề đó. Thì theo học thì thầy nói tóm gọn là giờ có vấn đề họ nhiều người đi mà thầy nói cái chuyện đó cá nhân. Cái bằng cấp thì nói tóm gọn về xã hội, cái đó là dành cho những cái bậc mà ta làm việc cao cấp người ta cần, và những người ta muốn học để mà có cái kiến thức cho chính mình. Nhưng mà thầy cũng là một người học cao và mỗi người trong một người có vị thế, nên là người ta đang thắc mắc rằng là cái bằng từ giấy tờ của thầy có thật hay không. Thì đa thầy đi học mà, thì hiện giờ thầy cũng học các trường đại học nè, quý vị không tin theo dõi ngày đó thầy học trường nào, hỏi thầy có vô cái trường đó hay không. Rồi cái vấn đề học mà thầy nói thì giờ họ cứ hiện tại thì đang học các trường này, đại trường học đang học buổi tối, ban ngày học trường đại học luật nè, trường đại học xã hội nhân văn nè, trường đại học mở nè, trường đại học kinh tế nè, rồi giờ thầy nào rồi học trường hồi xưa thầy có học, giờ hiện tại thầy đang nộp hồ sơ là trường học viện bộ ngoại giao, trường quan hệ quốc tế nè là học của học viện ngoại giao nè, rồi học viện hành chính là của bộ nội vụ nè, thì những cái trường đó thầy đang nộp hồ sơ. Thì thầy đang cần những người hỗ trợ cho thầy đủ hỗ trợ. Như là hiện tại thầy cần cái bằng tiến sĩ thì thầy cần 2 bằng tiến sĩ nữa. Thì thầy cần cái trường của Bộ Ngoại giao và cái trường của Bộ Nội vụ để cái chuyên ngành đó luật quốc tế hoặc luật hành chính, và bên Bộ Ngoại giao là quan hệ quốc tế là về trường ngoại giao.
thì hiện tại thì cần thêm hai bằng đó nữa. Còn hiện tại thì đang thì cũng đã cái bằng thầy học rồi, thì rồi học thầy bồi dưỡng thêm, hiện tại thì học trung tâm chính trị là ở quận 3, là quận ủy quận 3, thì thầy đang học trường chính trị, rồi thầy học bên mấy bên kia nộp hồ sơ, học thêm cái về phía Nam là ban tuyên giáo trung ương về đại diện phía Nam ở tại Việt Nam, rồi thầy học thêm cái vấn đề là các trường đại học này thì đang nộp hồ sơ, đang nộp hồ sơ những cái trường đại học chuyên môn, thì giờ những cái người nào thông tin thì hàng ngày thầy đi học đó thì có thể đến trường đó hỏi ông thầy này có học trường này không, hay là những cái gì vấn đề đó thiếu cái gì đó thì mình cứ hỏi trực tiếp cái trường đó. Còn thầy học thì chuyên môn cái trường đó thì tất nhiên là có mã sinh viên, rồi có trường học thầy học hàng ngày.